Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình làm cái video này để hướng dẫn cho các bạn fix cái lỗi là cái thanh tab 3 nó bị treo, bị đơ nhé. Đặc biệt cái lỗi này hay gặp ở trên cái Windows 10 nhé. Thì bình thường các bạn sử dụng như này, nhưng mà khi mà gặp cái lỗi thanh tab 3 nó bị đơ ấy, bị treo ấy, thì khi đấy thì các bạn di chuột vào đây này, cái thanh tab 3 này, thì cái ở cái chỗ vị trí chuột này cái nó sẽ quay vòng vòng và các bạn sẽ không thao tác gì được. Bình thường thì các bạn có thể nhấp chuột phải vào đây này, các bạn có thể thao tác vào cái phần này, cái bảng này đấy. Nhưng mà khi mà bị treo nhé, thì các bạn cứ di chuột vào đây là nó bị quay vòng vòng này, không thao tác gì được. Và lúc đấy thì kể cả những cái phần cửa sổ này các bạn cũng không kích vào được, không kích vào đây được nhé. Đấy. Tất cả các tác vụ ở trên cái thanh tab 3 này là các bạn sẽ không làm gì được này. Thì để xử lý cái việc này thì bình thường thì các bạn sẽ có thể nhấp chuột phải vào đây này, kích vào cái phần Task Manager này đấy. Nhưng mà ở đây không mở được thì bắt buộc các bạn sẽ phải dùng cái tổ hợp phím tắt nhé. Các bạn sẽ dùng tổ hợp phím tắt là Ctrl Shift ESC cho mình nhé. Đây Ctrl này, phím Shift này và phím ESC ở trên đầu này. Các bạn sẽ bấm giữ hai phím này và bấm phím ESC này, giữ phím Ctrl Shift và nhấn vào phím ESC thì nó sẽ mở ra cái phần Task Manager này. Thì trong cái bảng Task Manager này thì các bạn sẽ tìm cho mình cái thẻ là Windows Explorer để các bạn ngắt cái tiến trình của nó đi. Đây Windows Explorer này đấy, thì các bạn nhấp chuột phải này và các bạn kích vào phần End Task nhé. Đấy thì khi kích vào phần End Task rồi thì toàn bộ các cái biểu tượng icon trên màn hình nó sẽ bị mất nhé, cái màn hình nó sẽ trở về tối thui này. À. Thực ra lúc này máy của các bạn vẫn đang hoạt động, vẫn đang sử dụng bình thường, nhưng mà có cái là các cái biểu tượng ấy, đấy, các cái icon trên màn hình là nó sẽ bị biến mất, bởi vì mình đang ngắt cái tiến trình của Windows Explorer rồi. Thì bây giờ sau khi ngắt rồi thì các bạn sẽ tiến hành reset lại máy. Lúc này thì sẽ không có cái, mình sẽ không kích vào đâu được, nên là mình sẽ tiếp tục dùng phím tắt nhé. Mình sẽ dùng cái phím là Ctrl này, phím Ctrl này, phím Alt này và phím Delete này. Đấy. Giữ phím Ctrl Alt và bấm vào phím Delete này. Và lúc này các bạn sẽ kích vào cái biểu tượng nguồn này và nhấn reset lại máy. Đấy. Sau khi mà reset lại máy thì các bạn sẽ reset lại cái thẻ Windows Explorer ấy, thì là nó sẽ được. Còn mình thấy tham khảo trên mạng ấy, thì mình thấy một số bạn là chỉ khuyên mọi người là reset lại cái phần thẻ Windows Explorer ấy, thì sẽ không được đâu các bạn, mà bắt buộc các bạn phải ngắt cái tiến trình ấy đi và khởi động lại máy. Sau khi khởi động lại máy thì các bạn mới reset lại cái thẻ đấy thì nó mới được. Đây các bạn đợi một chút nhé, máy của mình nó khởi động hơi chậm. Đây. Bây giờ lên rồi như này. Lúc này khởi động lên nhé thì máy của các bạn nó vẫn bị treo, vẫn bị đơ như bình thường nhé. Đây, cái chỗ phần này nó vẫn bị treo và vẫn bị đơ nhé. Đấy, thì lúc này các bạn lại tiếp tục nhấn tổ hợp phím là Ctrl Shift ESC để mở cái Task Manager này, cái bảng Task Manager này lên nhé. Và các bạn lại tìm đến cái thẻ Windows Explorer. Đây. Cái thẻ ở đây nhé. Các bạn nhấp chuột phải và các bạn nhấn vào nút Reset này. Đấy. Như vậy thì đến bây giờ thì máy của các bạn sẽ hết bị đơ ở cái phần Task 3 này. Đấy, như vậy là mình sẽ nhắc lại này, các cái thao tác này. Đầu tiên khi mà bị đơ ấy, thì các bạn bắt buộc phải mở cái phần Task Manager bằng cái tổ hợp phím là Ctrl Shift ESC này để mở cái bảng Task Manager lên nhé. Trong cái bảng Task Manager ấy, thì các bạn tìm đến cái thẻ là Windows Explorer và các bạn ngắt cái tiến trình của nó đi.
Sau khi ngắt xong thì các bạn reset lại máy, và khi reset lại máy xong thì các bạn sẽ mở lại cái bảng Windows Explorer ấy, và các bạn mở lại cái bảng Task Manager ấy, và các bạn reset, kích vào cái nút reset cái thẻ Windows Explorer là sẽ được. Rồi, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách fix cái lỗi là cái Task Manager nó bị cái thanh task bar nó bị treo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.